tin vào Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Thưa anh chị em, Phêrô là người lãnh nhận lời hứa từ Chúa Giêsu quyền chăm sóc anh em. Trước đó ít lâu, ông là người đã đi trên mặt nước bị Chúa Giêsu quả trách là người hèn tin. Trong thực tế, có lẽ Chúa Giêsu đã can thiệp và thách thức ông kêu cầu đòi hỏi ông phải lớn lên trong đức tin. Ông có thể xấu hổ trước mặt các môn đệ khác vì hèn tin, nhưng ông vẫn tự tin. Lời tuyên dương đức tin tại địa hạt thành Caesarea Philippe của Phêrô là một bằng chứng. Ông đã được Chúa Cha ban cho hồng ân đức tin. Nhờ ánh sáng thần linh mà khải, ông biết được căn tính đích thực của Chúa Giêsu ông tuyên xưng thầy là đức Kitô con thiên chúa hàng sống nhờ đó ông có thể làm cho anh em khác vững tin hành trình đức tin của Phêrô đối với Phêrô đức tin là một hành động lớn dần như bao người trẻ do thái ông đã nghe nói về đấng Messiah dùng thánh vịnh của David để cầu nguyện nghe các thầy do thái ca hát về niềm hy vọng của dân Israel. Hạt giống rơi vào đất tốt, hôm nay bén rễ nhờ lời Chúa Giêsu. Hành trình ấy khởi đi từ lần đầu tiên gặp gỡ Chúa Giêsu qua Andre, em ông, cũng là môn đệ của Gioan Bautista làm trung gian bên bờ sông Jordan Andre là người tìm Chúa. Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah. Không phải Phêrô là người được gọi trước, nhưng là Andre. Điều này không cản trở ông thành người lãnh nhận trách nhiệm cùng cố đức tin cho anh em mình. Thứ đến tại tiệc cưới Cana, chính Phêrô là người chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu hóa nước thành rượu và các môn đệ đã tin vào người. Sau một đêm trắng lưới, Phêrô và em ông là Andre được gọi hãy theo thầy và thầy sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ lưới người. Ngày hôm đó, họ để lại tất cả mọi thứ, gia đình, nghề nghiệp để đi theo Chúa Giêsu. Và trên một ngọn núi cao, Phêrô đã được Chúa Giêsu cho thấy vinh quang Thiên Chúa. Ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu của bộ ba những người sẽ trực tiếp chứng kiến sự phục sinh. Một cô gái nhỏ. Một sự kiện đánh dấu bước tiến đức tin của Phêrô. Phêrô tuyên xưng đức tin. Được cứu khỏi chết đuối trong một cơn bão khi đi trên mặt nước. Lần đầu tiên Phêrô tuyên xưng đức tin, thật thầy là con Thiên Chúa. Thời gian sau, trên đường từ địa hạt thành Cesarea Philippe, Chúa Giêsu hỏi các ông: "Phần các con các con bảo thầy là ai? Nhân danh các môn đệ kia, Phêrô trả lời, thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sống. Đức tin của Phêrô cũng là của các môn đệ kia. Ông thừa nhận và khẳng định lời đầu tiên của Andre khi nhận lãnh trách nhiệm trong giáo hội. Điều này không can ngăn được Chúa Giêsu từ chối đi lên Jerusalem chịu chết. Chính vì là con Thiên Chúa nên thập giá và cái chết của Chúa Giêsu là thử thách nặng nề đối với đức tin của Phêrô. Chúa Giêsu bảo Phêrô: Con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Đức tin đòi hỏi người ta gắn chặt với Thánh Ý Thiên Chúa. Cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, biến cố biến hình trước phê rô gia và do an sẽ là sự bảo đảm đây là con tay yêu dấu lời tuyên xưng thật sâu xa hôm nay chúa giêsu vẫn còn hỏi người ta bảo con người là ai Phần các con, các con bảo thầy là ai? Đây không phải là một cuộc thăm dò ý kiến để biết lòng dân, nhưng là câu hỏi về vị trí của thầy trong các môn đệ. Đối với ông, Chúa Giêsu là ai? Khởi đầu sứ mạng công khai trước các phép lạ và lời giảng có uy quyền của người thợ mộc thành Nazareth một câu hỏi hiện lên trong đầu các môn đệ người này là ai chúa giêsu không yêu cầu các môn đệ phản ánh ý kiến của người khác người hỏi dồn và đợi câu trả lời cá nhân của các ông và phêrô đã trả lời chúa giêsu mà không liệt kê lại ý kiến của dân chúng như elia doan tẩy Giả hay là một tiên tri Ông đi thẳng vào vấn đề. Lời tuyên xưng này ấy còn đi xa hơn trước bởi được long trọng tuyên xưng vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà cải cho con nhưng là cha thầy đấng ngự trên trời với thiên chúa thưa anh chị em hành động đức tin không đến từ sự suy tư nhân loại theo kiểu lý trí triết học hay tìm kiếm sự hợp lý. Nhưng cần phải có ơn mặc khải từ Thiên Chúa để tôn thờ bản tính Thiên Chúa nơi con người Đức Giêsu. Người đã nói với họ, không ai biết được con trừ phi có cha, và cũng không ai biết được cha trừ phi có con và kẻ được con khấn mặc khải ra cho. Chính lúc Simon đã trả lời đúng về sứ mạng của Chúa Giêsu cũng là lúc ông được tiết lộ một ơn gọi đặc biệt. Simon trở thành kê pha, nghĩa là tảng đá. Đá, Simon, con người bằng xương bằng thịt, mỏng giòn, dao động như bao nhiêu người khác, nhờ ân sủng đã vượt qua được giới hạn của chính mình. Nếu ông là đá, là vì Chúa Kitô là tảng đá, đức tin của ông chỉ lớn lên khi đặt nền tảng trên Chúa. Thử thách trong cuộc khổ nạn của thầy đụng chạm tới cùng sự mỏng giòn của pharaoh. Lúc ấy ông phải dựa vào sức mạnh của Chúa xây dựng đời mình trên Chúa. Khi chúng ta khám phá ra Chúa Kitô, là chúng ta khám phá ra chính bản thân mình, thưa anh chị em và căn cội của chính mình bước vào trong quan hệ cá nhân với Chúa Kitô, người sẽ mặc khải cho chúng ta cắn tính của chính mình. Đó là điều Phêrô đã làm. Khi nghe lời Chúa, bước đi với Chúa, ta thực sự trở nên chính mình. Điều quan trọng không phải là việc thực hiện ý muốn của riêng ta, nhưng là ý Chúa. Cuộc sống sẽ trở nên đáng tin hơn. Và nếu ta thực sự muốn được kiện toàn bản thân không có cách nào khác ngoài việc mở rộng đường cho Chúa Kitô. Lạy Đức Jesus Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, con tin, con thờ lạy Chúa.